Như chúng tôi đã thông tin đến quý vị cách đây vài ngày về vụ cướp 500 triệu đồng tại phòng giao dịch của ngân hàng Vietinbank chi nhánh quận Bắc Từ Liêm, hiện hai đối tượng gây ra vụ cướp này đã bị bắt. Mới đây, clip ghi lại vụ việc đã được công khai cho thấy sự táo tợn của hai đối tượng. Mời quý vị cùng theo dõi. Camera nên ghi lại cảnh hai đối tượng đi vào một ngân hàng vào sáng ngày 7 tháng 3. Cả hai sử dụng một vật nghi là súng cùng hai con dao, mở cửa ngăn cách xông vào khu vực nhân viên, uy hiếp và bắt nhân viên đưa tiền mặt. Các nhân viên ngân hàng đã đưa tiền cho các nghi phạm. Sau khi lấy hơn 500 triệu đồng, các đối tượng đã bỏ đi. Tuy nhiên, khi vừa rời khỏi phòng giao dịch, hai tên cướp đã va chạm giao thông với người đi đường, đánh rơi khoảng 300 triệu đồng cùng một vật có hình dạng giống khẩu súng. Do sợ bị bắt, cả hai bỏ lại số tiền bị rơi và chạy tiếp. Rạng sáng ngày 8 tháng 3, Nguyễn Văn Hiếu, 31 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm và Nguyễn Thanh Tùng, 41 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội bị bắt giữ cùng 200 triệu đồng, hai con dao và khẩu súng giả. Cả hai khai nhận quen nhau thông qua mạng xã hội, cụ thể là hội những người vỡ nợ muốn làm liều.